Hey, và hôm nay khỏe không tất cả anh em. Dũng sẽ bài này và chào mừng anh em đã đến với Taps Battleground. Ôi, này buổi tối à? Không mù biết mịt thế. Như kiểu thời tiết sương mù ấy. Nhà trước mặt kia, nhà trước mặt kia. Thấy không? Thấy không? Đâu? Đâu? Đấy đấy đấy. Đừng bay ông ơi, đừng bay. Đông đông đừng bay. Đông lắm. Ôi lắc thế. Lắc phải. Ban đầu nó hơi lắc vậy đấy. Đông lắm đừng bay. Đấy xia. Lắc. Ôi kìa. Nhà này, nhà này, nhà này. Xuống. Ôi. Tôi đâm. Ôi. Kinh vãi nồi. Vãi đạn này. Tôi đâm. Đâm thẳng vô luôn. Rồi, vô nhà kiếm súng. Có súng rồi. Nice. Không có gì hết. K98. Ôi. Không có gì hết. Từ. Hơi lắc một tí. Toàn là đạn không thôi. K98 M16 ngon. Ôi, sao không thấy cái súng à? Ủa có thật. Có à? Ê, đang qua không ơi? Hả? Còn đi nào? Hai thằng lợn. Ô, nó quay rồi. Đang qua không ơi? Chết rồi, nó qua. Ôi. Ôi, tôi giết nó rồi, tôi giết. Ngon. Cầm súng lục. Tôi thấy nó đang gục này. Đang làm gì này? Đang làm gì? Chết rồi. Đi vai. Đang hép. Rồi nó chết rồi, bồ nó chết luôn rồi. Nice. Bồ chết rồi. Ok. Tức cầm khẩu M16 bắn nhức tít luôn thề. Nó cầm gì vậy? Nó cầm dao mà. Nó cầm dao không à. What the? Ê, súng cho đâu rồi? Súng ông đâu? Ủa thì rớt té chết phát rớt hết đồ luôn rồi. Ông bị rơi xuống nước, chắc mất súng xuống nước rồi. Ok, tôi có dao rồi. Hay. Nhảy xa vãi. Ôi nó nhảy cả vào nhà. Ôi. Ê. Con chết gà. Vãi. Tôi tưởng ôi, cái nó gì. Còn... Ê coi nè. Ơi, nó chưa có chết mà. Ý là nó còn đang tới cứu bồ. Chờ bồ tới cứu. Cho bồ nó tới cứu. Cái đi. Ôi, bồ nó phải đây, đây. Rồi chết rồi. sau đây có thằng này. Không gục không phải. Ok, chết rồi. Hay lắm ông ơi. Nó gục. Bên chặn có một thằng trên này gục nữa này. Bọn nó ở đâu ta? Này, tôi có quả cầu, quả cầu ánh sáng này. Lại đây nhìn này. Để làm gì? Cầu thằng quả cầu thanh nốt. Ủa đâu? Ném cái này chạy đi, chạy đi. Ôi ôi. Cái gì vậy? Kiểu chạy đi. Cái gì vậy? Bom knock out. À, ném phát là bị knock out. Hay có một cái unique. À có xe. Lắc quá. Để xe ông ơi. Xe hai vai các trường. Ủa cái này không bắn được. Cầm này không bắn được. Ủa lắc quá. Giật nó lắc. Xem đi đúng đường. Không bắn được. Thấy. Quái ông vừa cầm súng vừa lái xe. Tay ông vừa hai tay vừa lên cầm cái súng. Thế mới kinh. Đi thẳng đường đó có vào không? Có. Ở đây. Vào nhìn chị bò nó đóng ngoài là mình không vào được luôn. Rồi, nát rồi, tôi đi bộ thôi mày. Trời ơi. Có cả đạn ở đây luôn này, đến nha. Nhìn ông ơi, mấy cái cột sau lưng tôi này, nhìn. Đánh mấy cái cột không. Ủa chết là chết luôn đấy, chết từ từ đấy. Chết là chết luôn đấy ông ơi. Tức là nó cho mình đứng ngoài luôn. Đứng ngoài là khỏi là tự out game luôn. Sắp được rồi. Rồi tới rồi này. Nó mình nằm xuống phát là hết vào luôn này. Tới rồi. Bắt đầu nằm xuống này, nó bắt đầu nằm xuống này. Ôi. Kinh thật. Hết chưa. Kìa mày quá. Sườn đồi hướng N gần NE. Không ta. Đúng rồi. Cái đó cái xác hay thằng nào đang nằm vậy? Cái xác không ơi. Đâu? Ở phía trên luôn, trên đỉnh luôn. NE.
Ồ nó bắn được. Như tôi bắn súng này, tôi bắn súng rồi. Ôi thằng đó đau lắm luôn, thề. Ơ. Ờ. Ủa gì ấy? Gì ấy? Ông bắn à? Ông bắn à? Tôi bắn ca mà, tôi cầm ca tôi bắn mà. Ờ tại Ê trúng rồi, trúng rồi, trúng rồi. Rồi, đau tiếp rồi. Ô ô ô ông ơi. Yeah. Ủa sao đến vậy? Wait what? Ê, ủa. Ủa sao còn ba thằng mà? Ừ. Hư cấu. Hư cấu. Không lẽ team mình có ba thằng. Cái cậu một thằng nào nữa team mình mà mình không biết luôn. Sẽ không thật, không cần bắn. Sẽ nhà không? Sẽ nhà không? Nhà trước mặt kìa, nhà trước mặt kìa. Đâu? Let's go. Phía trên hả? Đúng rồi, đúng rồi. Ôi anh ơi. Cái này cái phế tích chứ không phải cái nhà. Ấy tôi với ông. Tôi với ông gần nhau này. Không thấy gì luôn. Ui, yeah, có súng rồi. Ôi mình không bị phone đam à. Ủa, hứa nào bắn mình đấy. Ê! Ê tôi ông ơi. Không phải. Gì? À, không phải tôi bị bắn, tôi bị bắn. Tôi bị bắn gục đầu phòng. Tôi tưởng ông bắn tôi. Tự bắn ông đâu. Không phải, không phải. Trời đã. Trời ơi, trời ơi. Rồi tôi chết rồi. Rồi à, heo luôn rồi. À. Tôi cầm shotgun mà tôi bắn tè le hột me á, tôi không thấy gì luôn á. Nhưng mà nó bay xa vậy, nó không rơi. Ê nhà kia, nhà kia. Nhà không? Bay đi, bay đi. Vô. Bèo. Bèo. Trời ơi là trời đau quá. Ok, nhà ngay đây luôn. Có cái dao, ngon. Rồi không có gì luôn. Hai, máu, kiếm. Trời ơi, không có khẩu súng nào ở đây rồi. Ông biết gì không? VSS đấy. VSS. Ờ, đâu cũng đang cầm đây. Đại VSS. Ok. Gì đây? Ok. Ủa, giáp level 5 hình cái cây xương rồng. Vậy là hình cái xương rồng. Ông cái cây luôn á. Ờ. Ông qua nhìn này mà mắc bựa luôn. Ôi 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 ôi. Ông. Ủa. Ông. Ông là bắn thằng bên kia sắp chết luôn, đâu không? Ông bắn giảm thanh hả? Tôi bắn VSS ông ơi. À. Ê chết, gục rồi, gục rồi, gục rồi. Đâu? Quá luôn. Nó đâu nhỉ? Ôi. Ê gục luôn rồi. Gục đâu? Ơ má, tôi bắn chết thằng Lin này luôn này. Cả à, tôi ừ, thằng Gun. Ôi vậy. Ơ nó trên máy. Ôi nó có, ôi nó có. Ôi. Nó trên máy nhà ba. Đắp liều quá à. Ôi ôi. Hay quá. Mày chơi chưa? Mày chưa. Nó gục rồi, nó gục rồi mày. Nó gục mà tôi sắp hẹo luôn rồi. Đi bơm máu rồi đó. Nó gục hay là nó chết nhỉ? Drowner là gục chứ nhỉ? Ủa ai á? Bắn không ạ? À? Bên này. Ờ. Mà tôi không biết phải nhắm sao với cái súng này hết ba. Súng này tôi không biết nhắm sao luôn đấy. Tôi đang qua này, đang qua này. Ủa. Ừ, khó vãi. Tôi bắn giảm thanh á. Yeah, chết rồi, chết rồi. Yeah. Ôi, vãi đang chơi du kích. Kinh đâu. Ông nhìn giáp tôi này. Ông nhìn nó. Nhìn như quả dưa leo di động này mà coi. Tôi thấy cây xương rồng nữa chứ đâu không. Có thể nào gần ông à? Ủa nó kìa, ừ. Trên nhà, phải trên nhà không? Không, không. Ê, nó mang đồ chuối kìa, nó mang đồ chuối kìa. Ừ. Trời ơi, đau rồi, ra cứu. Ui, nó ngay đây, nó ngay đây. Ơ, đồ chuối, đồ chuối. Ôi, ui hai thằng luôn, thằng mang váy, thằng mang đồ chuối ông ơi. Cứu lên em ơi. Trời ơi, ông sao đủ tầm 3 rồi. Đít. Sao tôi bắn nó hoài nó không chết nhỉ? Đâu phải. Thề cầm cái 6 nằm không biết bắn sao, không biết nhắm vô đâu luôn á. Bên phải này, nhà bên phải này. Nhiều nhà không? Ờ, được. Vô. Yo. Có thằng ở nhà anh TD kìa. Có thằng vô nhà TD. Phía dưới chân mày TD.
phải kìa đất. Đem liều. Chết rồi. Ngon. Đem liều kìa. Ờ kìa kìa đang đứng kìa, đang nó cầm súng kìa, nó cầm súng kìa. Tiếp theo à. Đập ra, đập ra. Nó chết rồi, nó chết rồi, nó chết rồi. Em đang lắng chết rồi. Kêu súng này không nhắm lại. Rồi lúc hát Epic Boss tài để nghe nữa ngầu hết luôn. Tao là gang band đây. Vừa beatbox mà vừa bắn chết địt mới ghê. Ừ. Kệ tao đây còn bắn đét kìa, quăng cho Dũng kìa. Đi sau lưng kìa, sau lưng, sau lưng, sau lưng. Sau lưng ngay chấm thành có thằng. 3 viên rồi, 3 viên rồi, 3 viên rồi. Thằng đó mình sắp chết luôn rồi. Đi cơ em, mày đúp đầu. Mày đúp đầu. Bật này, bật rap, bật beatbox lên này. Yo, yo. Yo. Ê. Yeah. Ê sao tôi bắn đát? Má sao tôi bắn đát? Yeah. Dũng yeah cái. Yeah. 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 Ai xem đạn thủ quên mày bớt. Đây bắn đát nè. Giờ bo chứ không chút nữa chạy bo kinh lắm. Ê thấy 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 thấy. Thấy rồi, thấy rồi. Ê đi mẹ nó bắn rocket. Cái rocket đâu rồi? Cái rocket đâu rồi? Nó giấu rồi. What the fuck? Ê có xe, có xe. Có xe hướng SSE. What? What? Bắn là nghe cục đá đó chết à. Tôi bị một đội bắn trốn. Cút rồi, cút rồi. Chết rồi. Chết cú le, chết cú le. Rồi chết rồi. Goodbye my friend. Goodbye my friend. Mà tôi bắn thằng đó bắn hoài không chết nha. Thằng này nó bắn ghê quá. Ủa, em bắn bắn nó chết đi. Tôi chưa chết này. Ủa. Còn thằng kìa, còn thằng không đá xa đó kìa. Mét kích kìa ông ơi. Cứu. Help me, revive me này. Cứu, Dũng. Đâu, ông đứng đâu rồi? Tôi đang đứng trên đông này. Trời, ông đứng ngay ông trọng. Mẹ, quên. Trọng, revive anh trọng. Em không được, thằng kia bắt em. Để, lên giờ này. Revive, đã còn sống à? Ừ, tôi giống ngay đang lớn này. Ủa, kinh thế. Revive me. Thôi địt mẹ, còn hit nữa chứ. Ôi tôi chết à. Ông chết rồi mà. Phải. Nó kê nó hiện bản. Ờ, vẫn còn có thể bay. Nè, máu nè, còn tao được. Ây. Nó bắn kinh thế. Tôi gục, tôi nằm rồi đó mày. Anh em bắn đi. Đẩy tới này. Chết rồi. Xong rồi yên trọng. Đi nhanh. Bỏ súng, vứt súng luôn đi. Mẹ còn lục súng nữa. Chết rồi, nát rồi. Ma tường thành cao vãi cả nồi luôn. Các bạn đã bị giam. Ê. À gục luôn à, gục 3 thằng luôn à. Có đâu, đi ngoài bom nó, trọng nó đâu. Ma cày thế. Ok, thì rất cảm ơn anh em đã xem mình chơi Tap Battleground. Rất là giống PUBG phải không? Và nếu anh em muốn chơi, list tại dưới description nha. Và hoàn toàn miễn phí luôn. Được rồi, hẹn gặp lại anh em trong những video game tiếp theo. Bây giờ thì, xin chào và chúc một ngày tốt lành. Bye bye.